Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Một nè, hai nè, ba, rồi tiếp tục. Đây, bệnh 21 cô qua Mỹ đi, đẩy cửa. Một, thầy qua Mỹ đi thầy. Hai, rồi ba, thấy chưa? Bật mà đúng cái sợi gân nó giật đùng đùng như thế đó. Gân còn tốt lắm nha. Một nè, hai nè, ba nè, gân còn ngon cô ơi. Trời ơi, cô hoa hậu mà, hoa hậu quý bà. Một nè, hai nè, ba, một, hai, ba, đấy, mọi người thấy nó giật không? Rồi, một, hai, ba, nhớ là chúng ta cũng người ta khi người bệnh làm á, khi người bệnh tự kéo chân vào thì họ mới biết kinh ngưỡng, họ biết kinh ngưỡng để coi nó an toàn, còn chúng ta cố tình kéo thì có thể là nguy hiểm. Rồi, cái này cao đấy gì? Là giữ queo rồi sang bên đây nè. Rồi, hai bên rồi. Rồi, tiếp tục bây giờ mình xay cái bên đùi nữa. Đúng rồi, xay bên đùi. Đó, chị xay dọc luôn cái chỗ đùi đó, đùi trên á, phía trên. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Vì sao mình phải dùng dụng cụ? Vì là cái tay của mình không có đủ lực để tới được. Cái tay của mình không có đủ lực để tới được. Sâu ở mông cũng giống như là chỗ cái queo nên là mình phải dùng cái dụng cụ này mới đủ lực mới tác động đến được. Rồi. Rồi bây giờ sau khi xay xong chị đo lại cái chân đi xem nào. Xem cái chân đã mềm chưa nào. Mọi người nhìn này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Thấy không ạ? Sau khi chúng ta đã xay không có chiều nào cả mà xoay vào trong cơ thể. Rồi xoay tròn chân đi chị. Xoay tròn rộng tay ra. Vừa xoay vừa đè sang phía trên đối diện. Ok. Rồi xoay thêm một vài vòng nữa thì chúng ta sẽ ép cái chân vào đây. Rồi thấy mềm rồi đó. Rồi xoay tiếp vài vòng nữa. Rồi chúng ta bắt đầu xoay, vừa xoay vừa đè. Mình dây 20-30 cái rồi. Cái này cái rồi. Cái này. Nó thực ra nếu mà chúng ta không, nếu mà chúng ta thạo chúng ta quen á, nó có 3 cái điểm lõm. Nhưng mà phải mình phải làm nhiều mình mới phát hiện ra điều đó. Còn mình không phát hiện ra mình chơi luôn cả cái dòng này trên mạng và đã xem bài nhiều lần rồi. Nên là thấy kỹ thuật là thấy nắm. Chưa. Không cô nắm cái cổ chân. Đặt đây mà kéo chân được chưa? Nắm rồi, kéo chân, cô kéo cái dưới. Kéo đến chân nào, kéo cái dưới thôi. Rồi bây giờ vuốt vào xung quanh vào. Rồi sau đó cho duỗi chân ra. Bây giờ cho duỗi chân ra. Duỗi chân ra. Rồi duỗi chân ra vuốt, vuốt từ cái ống đồng á. Ống đồng vuốt đầu đầu chiều rồi, vuốt đầu chiều rồi. Vuốt lên. Vuốt lên khó là tối. Mọi người có hiểu vì sao không nhỉ? Phải vuốt chiều gì? 11 năm rồi, không có đi đứng làm đường hết. Đây là 11 năm rồi. Đấy, bây giờ bữa nay là đi ngon lành rồi đó. Vậy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Quan trọng là học làm cho tốt, rồi hướng dẫn cho người khác làm được thì là quý hơn là đi gì hết. Dạ, là nếu mà có điều kiện về đào tạo, đào tạo thêm giúp mà đào tạo cho người khác đó đó đó, dạ. Về hướng dẫn để cho người khác để cái mục đích ở đây là gì? Dạ. Dạ. Cái ông bị ra mồ hôi này. Không sao. Ông làm cái ra mồ hôi nó trơn tay cũng ra. Bây giờ là học nghề này á là biết rồi, cái về quê thăm mười mọi người chứ mình giúp được cho bà con mình ở trời ơi chướng vô cùng. Như phép màu. Như cái điều quan trọng á là em tập cho một chút xíu á là bác tự động chỉ giữa cái tay em thôi mà bác kéo nó đứng dậy. Cô xuống đi. Rồi, đi học mà rồi, rồi. 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 Rồi.
Rồi, quay qua đây. Rồi, stop, được rồi, được rồi. Dạ tôi sau cái thời gian trị liệu được quý vị với thầy hướng dẫn thì tôi cảm thấy là người tôi nó nhẹ hẳn lên. Dạ. Sau một thời gian bệnh mười mấy năm bây giờ đi lại thì thấy nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Dạ. Cảm ơn thầy cũng như tất cả trường dạy này với học viên này đã giúp đỡ cho tôi. Dạ. Dạ. Rồi xin cho thằng quá thầy hỏi tên ở đâu này nọ đi về đây chữa cho. Dạ, qua thời gian mà tôi coi trên mạng, trên YouTube tôi thấy thì tôi tìm được cái địa chỉ từ bên Mỹ tôi cầm tôi đi về đây. Yeah. Thì tôi về đây được cũng 10 ngày thì tôi đến đây để tìm cũng được, bây giờ tôi tìm được mấy ngày nay. Thì tôi đến đây để mà tôi trị liệu, tôi từ ở Mỹ, tôi là tên là Lê Kim So, năm nay 70 tuổi. Yeah. Dạ, tôi bệnh nay 11 năm rồi. Yeah. Đau cột sống thoát vị tỉ điểm. Yeah. Dạ, cần phải mổ mà tôi không dám mổ, yeah, giữ tới bây giờ. Không cần. Dạ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.